Đây là một tình huống sẽ gây khó hiểu cho rất nhiều người đang xem trực tiếp. Cơ thủ áo đỏ bên trên đã giành được quyền đặt bi sau khi đối thủ của anh mắc lỗi ở pha đánh trước đó. Bi mục tiêu cần ăn là bi số 1 và dường như góc bắn trực tiếp về lỗ tít đã rộng mở. Chỉ cần anh chàng này đặt viên bi cái chuẩn xác là có thể giải quyết được tình huống. Thế nhưng quyết định của anh khiến tất cả gây sốc. Một pha đặt bi rõ ràng là có ý đồ khi Alessa Beselli, tay cờ kể trên, lại tiếp tục thực hiện một pha giấu bi đầy quái gở. Cú bắn đưa bi cái nằm vào sâu trong băng ngắn và bị bi số 4 che khuất. Đến lúc này thì mọi đường đánh mượn băng, sút tề và chạy bi an toàn đều đã bị bịt kín. Tại sao anh lại có quyết định lạ lùng như vậy? Và hãy cùng xem Đặng Thành Kiên, đối thủ của Beselli trong trận đấu đó, sẽ làm thế nào để cứu thoát số phận của mình. Khi chỉ một cú đánh hỏng nữa thôi thì anh sẽ nhận lấy thất bại trong cả set đấu. Thuộc hệ thống Predator Pro Bilateral, giải đấu Pool 10B Alpha Las Vegas Open 2023 quy tụ 186 tay cờ tranh tài, kéo dài từ ngày 22 tháng 2 đến 26 tháng 2 năm 2023. Ở giải đấu này có 5 cơ thủ Việt Nam tham dự là Dương Quốc Hoàng, Lương Đức Thiện, Đặng Thành Kiên, Nguyễn Hoàng Phong và Nguyễn Anh Tuấn. Đây là số vận động viên Việt Nam kỷ lục tham dự một giải đấu ở Mỹ trong những năm gần đây. Trong số các tay cờ Việt Nam tham dự giải đấu đó, ngoài Dương Quốc Hoàng vẫn được đánh giá là người có đẳng cấp cao nhất, những vận động viên còn lại cũng là những tay cờ có chuyên môn rất tốt. Trong số này, Đặng Thành Kiên cũng đã để lại những ấn tượng nhất định trong hành trình của mình trên đất Mỹ. Anh khởi đầu bằng chiến thắng 2-1 trước Jess Solomon ở vòng đấu đầu tiên. Thất bại được dự báo trước khi đối đầu với cơ thủ mạnh người Albania Aklan Kachi ở vòng đấu sau đó, đẩy Thành Kiên xuống nhánh thua. Thế nhưng anh vẫn xuất sắc vượt qua Rui Chen và Paul Ewing cùng với tỷ số 2-0 để tiến vào vòng loại cuối cùng của nhánh đấu. Trong đó, ấn tượng hơn cả chính là màn hủy diệt Paul Ewing với 8 ván thắng tuyệt đối trong 2 set. Thành Kiên tự tin mình sẽ thi đấu tốt dù phải chạm trán với tài năng billiard người Serbia Alessa Beselli. Tay cờ này cũng vừa để thua người băng Mika Immonen ở lượt đấu trước, rớt xuống nhánh thua và phải đối đầu với Thành Kiên trong một tâm lý bị động. Thế nhưng, sức trẻ là điều mà vận động viên sinh năm 1999 này trông cậy vào khi anh biết chắc rằng cơ thủ Việt Nam là một đối thủ cực kỳ đáng gờm. Vào trận, ngay lập tức, tay cờ 23 tuổi cảm nhận được áp lực rõ rệt mà Thành Kiên mang lại cho mình. Cú phá bi ở game đấu đầu tiên không đưa được bất cứ bi mục tiêu nào xuống lỗ đã khiến cho cơ thủ này mất đi quyền tự quyết của mình. Từ đó, Thành Kiên bước lên và bắt đầu những đường cơ đầu tiên. Anh dễ dàng đưa bi số 1 xuống lỗ trước khi gặp khó khăn ở viên bi tiếp theo. Cú đánh lắc lỗ bi số 2 đã mở ra một thế chạy bi cực kỳ khó khăn với cả hai. Cả Thành Kiên và Beselli sau đó tính toán cho những pha giấu bi cực kỳ kỹ lưỡng trước khi tay cơ người Serbia quyết định mạo hiểm với cú cắt bi vào lỗ tít. Nhưng cú đánh tiếp tục không thành công. Thành Kiên sau đó khiến Beselli tiếp tục mắc sai lầm với cú đánh không hợp lệ trước khi bước lên giải quyết ván đấu. Đẳng cấp phải nói đến cú cắt bi số 4, nơi mà anh không những thực hiện cú đánh tinh tế mà còn phá đi thế bi bất lợi dành cho bản thân mình trên bản. Tỷ số được mở, thế nhưng ngay sau đó, Beselli cũng cho thấy rằng anh không phải dạng vừa. Từ cú phá bi không thành công của Thành Kiên ở game đấu thứ hai, tay cờ người Serbia nhanh chóng chớp lấy cơ hội. Lần này không còn bất kỳ sai lầm nào, anh một cờ dọn bàn và kết thúc ván đấu chóng vánh, quân bình tỷ số 1-1 trong set đấu đầu tiên. Tiếp sau đó, tưởng chừng như tay cờ Việt Nam đã có thể dọn bàn khi giải quyết xong 6 bi mục tiêu đầu tiên. Nhưng sơ suất của anh trong cú chém bi số 7 đã khiến bi mục tiêu này lạc lỗ và Beselli tiếp tục tận dụng lượt cầm cơ của mình để có chiến thắng thứ hai liên tiếp, nâng tỷ số lên 2-1. Ván đấu thứ tư, thậm chí Thành Kiên còn không có cơ hội cầm cờ khi Beselli đã trình diễn một phong độ hoàn hảo, đề bà và thực hiện một ván break and run cực kỳ chuẩn xác, có cho mình ván thắng thứ 3 liên tiếp. Như vậy, chỉ cần thua thêm một ván đấu nữa, Thành Kiên sẽ để rơi chiến thắng trong set đầu tiên vào tay đối thủ. Và mọi chuyện đang trở nên khó khăn hơn bao giờ hết khi Beselli sẽ là người cầm phá bóng trong ván đấu thứ 5 này. Tuy nhiên, đây hóa ra lại là một ván đấu khó nhằn cho cả hai tay cờ khi mà nút thắt đến ngay ở trong những tình huống cầm cơ đầu tiên. Cú phá bi của Beselli tuy uy lực nhưng lại không thể khiến tay cờ Serbia hài lòng khi không có bất kỳ bi mục tiêu nào rơi xuống lỗ. Thậm chí, bi số 5 tưởng chừng như đã rơi xuống lỗ 10, nhưng cuối cùng lại nằm trên bàn trong sự nuối tiếc của cơ thủ 23 tuổi. Thấy bi trên bàn không thuận lợi cho cú đánh bi số 1, khi bi mục tiêu này đã bị bi số 3 che khuất, Thành Kiên bắt buộc phải tung cho mình một pha chạy đạn an toàn về góc bàn. Và sau đó, Beselli cũng tung ra cú đánh xoáy trực diện, phá đi thế khó khi trước đó bi số 1 nằm sát với hai viên số 6 và số 9, tạo thành một cụm bi khó giải quyết. Đường chạy của bi cái sau cú đánh này may mắn vẫn chưa cho Thành Kiên một giải pháp có thể đánh trực tiếp bi cái vào bi mục tiêu.
Anh cẩn thận xin thêm thời gian trước khi thực hiện cú thủ bi tốt đưa bi số 1 nằm khuất sau hai viên bi mục tiêu khác. Ở thế bi này, Bezzelli lập tức có phương án đáp trả bằng cú A-băng chuẩn xác, đưa bi cái chạm bi mục tiêu số 1 và đẩy ngược con bi này về giữa bản. Thành Kiên lâm vào thế khó với hai con bi mục tiêu khác đang chắn ngang bi số 1, thế đúng một hàng dọc. Phương án để thực hiện một cú sút tê là rất khả thi, nhưng tay cơ Việt Nam quyết định mạo hiểm luôn với một cú A-băng. Cú đánh cực kỳ nguy hiểm đã đưa bi số 1 đến gần lỗ tít góc trên bên phải, nhưng may mắn đã không mỉm cười. Tuy vậy, hình bi sau cú đánh hỏng ăn này vẫn không có bất kỳ sự tiến triển nào khi đường ăn trực tiếp bi số 1 vẫn bị bịt kín. Và Bezzelli tiếp tục thủ bi khó chịu bằng một cú cắt má bi mục tiêu trước khi Thành Kiên lần này đẩy đối thủ vào một thế cực kỳ khó khi đưa bi cái về góc bàn nằm sát cạnh bi mục tiêu số 6. Cú A băng tiếp theo của Bezzelli thậm chí còn khủng khiếp hơn khi nó đưa bi số 1 nằm thẳng trên một hàng dọc và lần này có đến 3 bi mục tiêu chắn ngang ở giữa. Lần này thì Thành Kiên đã thực sự bất lực khi thực hiện cú cân không thành công. Quyền đặt bi được trao cho Bezzelli. Tuy nhiên, ở thế bi số 1 vẫn đang bị chắn đường ăn trực tiếp, tay cơ người Serbia đành thực hiện tiếp một cú giấu bi đầy khó chịu. Lần này, Thành Kiên tiếp tục có một cú đánh hỏng và vị trí của bi mục tiêu đã thuận lợi cho một cú ăn bi trực tiếp. Và lần này, ai cũng đã nghĩ Bezzelli sẽ mở nút thắt cho ván đấu. Nhưng tay cơ này thực sự có nhiều sự tính toán trong đầu hơn mọi người tưởng tượng. Anh đặt bi ở một tư thế trông chẳng giống chút nào với một tình huống ăn bi số 1 và lỗ tít. Và cú đánh của Bezzelli đã khiến cho tất cả phải lắc đầu ngao ngán vì sự lầy lội của mình. Bi cái lần này thậm chí còn dính chặt với con bi mục tiêu số 4 ở góc bàn, biệt hết tất cả các góc đánh mượn bằng đến con bi mục tiêu số 1. Đây là ý đồ của Bezzelli muốn kết thúc ván đấu nhanh chóng bởi Thành Kiên đã mắc hai lỗi trước đó. Một cú đánh hỏng thứ 3 sẽ khiến cho anh bị xử thua trong ván này. Rõ ràng, tay cơ người Việt Nam đã bị đẩy vào chân tường. Và nếu chỉ cần thực hiện một cú đánh hỏng nữa thôi, anh sẽ dâng chiến thắng ở set đấu thứ nhất cho đối thủ. Và tất cả người hâm mộ Việt Nam đều mong chờ một phép màu xảy ra và Thành Kiên tập trung ngắm bắn cho một cú đánh bật băng. Và hãy nhìn xem, một băng, hai băng, bị cái đập băng hai lần trước khi tiến thẳng đến vị trí của bi số 1. Nó đã chạm được vào bi mục tiêu cần thiết trước khi đập băng và tiến gần trở lại vị trí ban đầu. Đó là một cú đánh kinh điển mà Thành Kiên đã thực sự xuất sắc. Để rõ hơn, vì sao đây chính là pha chạy đạn đẳng cấp thế giới, hãy cùng phân tích sự nguy hiểm của thế bi này. Rõ ràng, đường bi để thực hiện một cú sút tê là hoàn toàn không khả thi với việc bi cái nằm quá gần so với bi số 4. Thực hiện cú đánh mượn một băng dài hay một băng ngắn cũng là điều không tưởng bởi các bi mục tiêu khác đều đã nằm chắn ngang trên quỹ đạo của bi cái cần đi qua để chạm đến điểm đích. Phương án duy nhất đặt ra là thực hiện cú đánh mượn hai băng, nhưng đây cũng là lựa chọn cực kỳ nguy hiểm bởi nếu không thực hiện chuẩn xác, bi cái có thể không chạm vào bi số 1 hoặc sẽ sượt qua và rơi thẳng xuống lỗ tít. Những phương án xấu nhất đều đã được tính đến và Thành Kiên đã quyết định mạo hiểm. Bởi khi đó anh không còn gì để mất, một cú đánh hỏng ăn nữa đồng nghĩa với việc bị xử thua ván đấu, xa hơn là cả set đầu tiên. Và thật mừng là vận may đã mỉm cười với tay cơ của chúng ta. Chút tiếc nuối xuất hiện vì bi cái không thể đưa bi số 1 xuống lỗ trong pha đánh, nhưng như vậy đã là tốt lắm rồi. Bezzelli có vẻ đã choáng ngợp khi chiến thắng tưởng chừng như đã đến rất gần, lại vừa xa thêm một bước do phút xuất thần của đối thủ.